Minh Hằng lần đầu xuất hiện công khai cùng ông xã trong tiệc sinh nhật em trai. Khoảnh khắc Minh Hằng sánh đôi cùng ông xã trong buổi tiệc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân của em trai Minh Hằng là Minh Hải đã đăng tải loạt khoảnh khắc vui vẻ trong buổi sinh nhật. Đáng chú ý, nhân vật chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc là vợ chồng bé Heo. Đây là lần hiếm hoi Minh Hằng xuất hiện công khai bên ông xã doanh nhân. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cả hai thoải mái trò chuyện trong bữa tiệc. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác nhưng Minh Hằng và chồng trông rất đẹp đôi, ông xã của cô nhìn vẫn phong độ, trẻ trung. Ông xã Minh Hằng là người tâm lý, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, lấy vợ diễn viên, chồng tôi quen rồi, không nói gì đâu. Trước lễ cưới, anh hỏi tôi có đủ sức vừa lo việc riêng vừa chuẩn bị cho phim không, chỉ hỏi vậy chứ không ngăn cản. Đám cưới của Minh Hằng vừa qua là một trong những hôn lễ được mong đợi nhất trong làng giải trí Việt. Sau 6 năm hẹn hò, Minh Hằng quyết định nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân vào tháng 3 và tổ chức hôn lễ vào tháng 6 vừa qua. Dưới sự chúc phúc của đông đảo khán giả cùng bạn bè và người thân, theo Minh Hằng, ông xã là mảnh ghép rất hoàn hảo dành cho cô. Anh tôn trọng sự nghiệp của Minh Hằng, không vội vã với việc kết hôn nếu cô chưa sẵn sàng. Minh Hằng khẳng định chồng là người giúp cô cảm nhận được hạnh phúc thực sự trong 6 năm bên nhau. Sau khi kết hôn, Minh Hằng vẫn tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật. Cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vợ chồng son cùng chồng doanh nhân.